Lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cảng Đà Nẵng từ đầu năm đến tháng 11 năm 2021 vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước, đưa số thu ngân sách từ xuất nhập khẩu đạt gần 4.400 tỷ đồng. Tăng luồng xanh, giảm luồng vàng và đỏ là những mục tiêu ngành hải quan Đà Nẵng đang nỗ lực thực hiện nhằm tạo điều kiện thông quan hàng hóa nhanh, đẩy mạnh xuất nhập khẩu. Trong giai đoạn phong tỏa do dịch bệnh, ngành Hải quan đã triển khai các giải pháp thích ứng, cụ thể là áp dụng các điều kiện bắt khả kháng trong luật Hải quan, như rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục, giảm thiểu chứng từ hồ sơ bằng giấy, hướng dẫn các doanh nghiệp nộp chứng từ hồ sơ trên hệ thống của Hải quan. Trong quá trình đó, có một số chứng từ cần sự xác nhận của bộ ngành thì cho chậm nộp ở thời điểm đăng ký tờ khai và cam kết nộp lại sau 30 ngày. Nếu dịch bệnh chưa kết thúc thì gia hạn thêm 5 ngày sau khi dịch bệnh kết thúc. Việc được phân luồng nhanh chóng ngay sau khi tiếp nhận tờ khai đã giúp giảm rất nhiều thời gian của doanh nghiệp trong xuất nhập khẩu, phân loại được các loại hàng hóa, đồng thời giúp chống buôn lậu. Tổng số tờ khai được phân luồng xanh từ đầu năm 2021 đến nay tại Đà Nẵng là hơn 62.000 tờ khai, chiếm gần 70%.